Con thích cô ca, con nay con nghe giận thì thôi được đi. Chứ bây giờ đâu có ai vô, con đâu vô được đâu. Đi ai vậy? Đi vô, 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 vô. Thôi cho nó rạn sổ, nó công nó chen rồi, nó xẹt ruột. Con về đi nghe chưa? Dạ, cảm ơn chị, bye bye. Trời ơi, dễ thương quá.